đấy các bạn, chân giả các bạn. Nhưng mà 16 tuổi mà chú bị mất mất một cái chân như vậy là lúc đó là chú cảm thấy trong người sao, chú có nghĩ về tương lai này kia không? Lúc đó thật sự còn nhỏ đâu biết cái gì đâu, đã nghĩ. Nhưng mà đến sau này thì đến bây giờ mình thấy là cái đó nó là một cái gọi là thay đổi cuộc đời. Tại vì con người ta nó mất đi một phần cơ thể, cái là nó sinh ra làm những lao động thì là không làm được. Vì nhà thì điều kiện khó khăn, buộc phải bươn trải ra đời sống. Đời sống thì mình phải không bằng người ta. Đến giờ cái tai biến này thì bây giờ là coi như là không còn gì nữa rồi. Nếu mà ở cái độ tuổi mà còn trẻ như vậy mà mình bị mất một phần cơ thể như vậy, như kiểu là mất cái chân hay mất cái tay, là coi như là cuộc đời mình nó thay đổi luôn hoàn toàn đúng không? Bị tạc anh ơi. Hả? Để chú bị tạc. Dạ. Chú đâu chú? Con chào chú nhá. Rồi, cảm ơn. Dạ. Chú đi đâu vậy? Chú ra ngoài cầu đi làm. Chú làm gì? Chú ăn xin. Xin à? Chân chú bị sao vậy? Chú bị tai biến, chú bị liệt mất bên rồi. Chân giả à? Chân giả. Ở tay này sao cũng như chú? Nó thế, nó bị liệt rồi, bây giờ nó ấy nó rung. Là chú xin ở đâu? Qua cầu, chú xin qua cầu á. Là bên đó đó hả? Để cháu đi ngang qua cho thấy chú. Là chú xin là chú ở đâu? Chú ở trong gầm cầu á. Gầm cầu nào chú? Rồi. Trong này à? Rồi. Mình vô cháu mình nói chuyện chút đi chú. Rồi đi. Dạ. Đi khoai. Thì ok các bạn ơi, thì mình với cảng Khoa ở trên đường á. Đi trên đường vô tên gặp chú này các bạn. Chú ngủ đây à? Một chân mình bị cụt, còn một chân kia mình bị tai biến rồi chú. Trời ơi. Dạ mình quay hẳn lại bên. Dạ. Mình quay là nó khó khăn về đây chú. Thì bây giờ nó đâu cũng tự nhiên được đâu. Vâng. Nó liệt mất rồi. Đi vậy được chứ nó liệt rồi đâu. Không tự nhiên, không tự động tự nhiên được. Vâng. Thì ok các bạn ơi, thì xin chào tất cả các bạn nha. Thì mình là Phúc Trọng đây. Thì ngày hôm nay mình với cả anh Khoa, thì hai anh em đang đi trên đường á, thì vô tình đi trên đường thì gặp cái chú này. Chú đang đi ở trên đường á, thì mình thấy chú đi không có được bình thường á, mình dừng lại mình hỏi, mình tìm hiểu về hoàn cảnh của chú. Thì ok, con chào chú nha. Rồi, cảm ơn. Dạ, là mình làm gì chú? Chú đi ăn xin. Chú ăn xin à? Hiện tại chú không có công việc nào khác hay không? Chân chú bị sao vậy? Cái này là chú bị cụt chân, chú đi chân giả. Cái này chân giả. Còn cái này chú bị tai biến. Liệt mất bên. Liệt hết cả người luôn hay gì chú? Thì nói chung là bây giờ chỉ có cái tay với cái chân là lấy, còn cái đầu óc thì vẫn bình thường. Đây là cái tay này bị liệt à? Tay này bị coi như là nó chết rồi đấy. Được, chú thử gồng mạnh nhấc lên được không? Thì cái bên này nhấc, bên này được, thế đến đây là hết rồi. Là đây, buông ra là nhấc không được nữa. Cái này chịu. Vâng. Không làm gì được. Còn cái này là chân giả. Thì ủa, nhà cửa chú ở đâu? Chú ở Thái Nguyên. Chú ở Thái Nguyên à? Rồi chú đi vô đấy với ai? Chú đi một mình à? Chú đi một mình à? Rồi vợ con chú đâu? Chú từ nhỏ chưa lập gia đình. Chú từ nhỏ giờ chú không có gia đình à? Không. Vậy chú năm nay bao nhiêu tuổi rồi chú? Năm nay 47. 47? Sinh 74 là năm 47 rồi. Sinh năm 74 à? Và chú tên gì ta để bọn con dễ dàng nói chuyện á? Lê Mạnh Hà. Chú Hà đúng không? Hà. Chú Hà mình ở đây lâu chưa chú? Ở đây được 4 năm này. 4 năm à? Mình không ở thường trực ở cầu này, chỉ có là mình chỉ có ban ngày mình về đây gọi là tránh nắng, tránh mưa vậy thôi, chứ còn làm thì ra cầu mình ăn xin. Rồi tối thì về ngoài ngã tư ngủ quá. Ngã tư nào chú? Ngã tư Cầu Mới. Nhưng mà là có nhà ở hay là sao? Không, hay là ngoài đường? Ngoài đường, nhà hàng ba nhà người ta. Láng hả? Ngoài trước nhà đó đúng không? Người ta cho chú ngủ à? Vâng. Khoảng mấy giờ chú mới ra gì đó ngủ? Thường 7 giờ 7 tiếng lên ngoài này. Sáng rồi mấy giờ chú? Sáng thì
3 giờ sáng chú dậy sáng á, lấy một buổi sáng á là để xuống bờ kè kiếm chú mới được. Chú sáng đi trong ngắm bờ kè đấy. À chú vô trong Nam này lâu chưa? Vô đây năm lâu rồi. Là... thì, nếu mà tính là 30 năm ở trong Nam rồi. Thì quen ở trong này rồi thì không quen ngoài Bắc. Là lúc chú vô đây là chú làm gì chú Hà? Đầu tiên là chú làm việc đi công quả cho nhà chùa, xong rồi hết ở chùa chú xuống chú chạy xích lô ở Sài Gòn. Chú chạy xích lô ở Sài Gòn à? Xong rồi năm 2007 là bị tai biến này, bắt đầu là nghỉ. Là cái tay cả cái chân của chú là bị là bao nhiêu năm rồi? Đây năm nay là 13 năm. 13 năm. Tính năm là 14 năm, tại năm 2007 là chú bị trả chân của ta luôn. Là bị tai biến thì nó bị một lửa người. Chú kể cho nghe cái vụ việc mà tại sao chú bị như vậy không? Để chân vậy. Chân này á là chú đi tàu mà đi tàu khách á. Vâng. Đi tàu khách thì mình không có tiền, mình ngồi ở cuối cái đoạn tàu á. Vâng. Cái tàu Bắc Nam nó chạy vậy mà rớt từ trên tàu rớt xuống đường dây xe lửa. Vâng. Thì mình muốn kiếm tàu để mình lên tiếp để đi tiếp. Vâng. Thì mình tới một cái ga, thì cứ đi bộ về, đi bộ thì đi giết thì mình mệt quá mình ngồi trên cái đường đi của nó mình ngồi kiểu bảo mình ngồi nghỉ thôi. Chứ đâu phải bảo ngồi để ngủ đâu. Ngủ quên à? Nên mệt quá thì ngủ quên là không biết tàu nó cán mất chân. Đều. Là cán lúc năm chú bao nhiêu tuổi? Năm nay chú 16 tuổi. Cán từ năm 16 tuổi. Ừ, năm nay là coi như tính là 35. Đều. Thì ngày xưa nếu mà mất cái chân này thì lao động bình thường sao cả. Có bây giờ liệt bên này với chị. Về lúc mà chú bị mất một chân là chú gắn chân giả là xong lúc đó là thời gian sau là chú làm cái gì? Rồi đó thì một thời gian chú ở ngoài Bắc rồi chú vào Nam đi làm đủ thứ nghề, đi lao động phổ thông vậy á, ai thuê thì mình làm đó. Xong rồi có thời gian chú lên trên chùa làm công quả trên chùa, rồi xuống có thầy cho tiền cái mua cái xích lô chạy xích lô ở Sài Gòn, chạy xích lô ở Sài Gòn mười mấy năm trời. Thì bọn cháu cũng là một nhóm bạn trẻ mà vô tình đi ngang qua đây gặp chú thôi. Thì thấy hoàn cảnh của chú như vậy, bọn cháu muốn tìm hiểu về hoàn cảnh của chú. Thì bọn cháu sẽ quay cái clip này lại, bọn cháu đăng lên trên này để cho mọi người tìm hiểu và biết rõ thêm về hoàn cảnh của chú. Vâng. Đây ở chú ngoài Bắc, chú có nhà cửa ngoài Bắc mà ngoài nó không làm gì để sống được, chạy vào đây. Hiện tại bây giờ ngoài Bắc chú vẫn còn nhà cửa? Ồ, tại bố mẹ chết mất hết rồi để lại cho. Vậy là nhà chú là có bao nhiêu người? Nhà chú 8 anh em, chú là út. 8 anh em à? Có chú có anh em gì đây không? Không, thân mình trong này. Tất cả anh em ngoài Bắc hết à? Anh em có biết chú như vậy không? Biết chứ. Anh em ngoài đó kiểu nói chung là người ta còn khổ, nó không giúp được. Nói chung là mỗi người có một gia đình riêng mà còn khổ đúng không? Vì các anh chị lớn hết rồi, có gia đình riêng hết rồi. Giờ ai có lo gia đình đâu, em thế này chứ đâu bao học nổi đâu. Tại vì lúc mình nói đơn giản như một vài bữa thì được. Đây thế này nó cả một đời người đâu có giúp được. Anh thì còn chị cũng lại còn anh. Là chú à? Là hồi nãy là bọn cháu gặp chú là chú đang tính là đi ra ngoài đó chú xin tiền à? Đấy, là chú ngồi ở bên đó luôn. Chiều chú mới nghỉ. Vâng. Chiều khoảng tầm mà tối thì sáng lên chú nghỉ à? Cứ đèn đường mà sáng là chú nghỉ. Là 6 giờ. Là chú đi xin về là một ngày chú xin được khoảng bao nhiêu nhỉ? Ngày xin 100.000 à. Ngày xin 100.000. Là tiền mình ăn uống hàng ngày thôi đúng không? Thì nói chung là bây giờ mình xin để sống qua ngày thôi mà, chứ đâu mình đâu xin để làm giàu đâu mình. Rồi chú tắm giặt ở đâu chú? Chú xuống sông tắm. Đó thì giặt ở dưới sông rồi lên đó phơi. Chú có ước mơ gì không? Ước mơ thì ai chẳng có ước mơ, nhưng mà chú là chỉ mong có một cái xe lắc tay để chú đi bán vé số đổi đời vậy thôi. Vâng. Giả sử mà bây giờ mà chú có một cái chiếc xe để chú đi bán vé số đúng không? Thì là chú sẽ không còn ở đây nữa. Chú không bụi đời như thế này nữa. Vâng. Nói chung là không bụi đời, không ăn xin nữa. Lúc là lấy đời thằng ăn xin rồi. Lắm. Chuyển qua đời thằng vé số rồi. Ban ngày là chú ngồi đây chú nghỉ với cả chú xin tiền ở ngoài kia. Thì ok các bạn ơi, thì trên đường á, mình với cả Khoa đi á, thì vô tình gặp chú này, chú tên Hà. Thì năm nay chú 47 tuổi nha các bạn. Một chân của chú thì bị mất rồi, còn một chân bên này thì bị liệt. Với cả một cái cánh tay trái bị liệt luôn các bạn. Thì hàng ngày thì chú hay xin tiền ở cái cầu này, cái cầu gì chú? Cầu Hóa An. Cầu gì? Cầu Hóa An. Cầu Hóa An. Hóa An. Thì ở cầu Hóa An Đồng Nai nha các bạn. Thì mình cảng Khoa vô tình đi ngang qua thì gặp chú đang trên đường đi xin tiền, thì mình mới dừng lại, mình mới kêu chú là chia sẻ cho anh em mình một phần về hoàn cảnh để anh em mình quay clip lại cho tất cả các bạn coi á. Thì
là hàng ngày là mình ăn uống là tất cả là diễn ra dưới gầm cầu này luôn hả chú? Ờ, vậy mình sinh hoạt tắm giặt làm sao? Xuống sông tắm, tắm giặt dưới sông, dưới sông. Sông ở dưới đó đấy à? Vâng. Tối là mình không ngủ đây. Không, tối ngủ đây. Tối ngủ đây chắc nguy hiểm đúng không? Thì gầm cầu xì ghé ma túy nhiều lắm, tối cũng dám ngủ đây. Vâng. Ngủ đây nó lục túi, nó bóc túi hoài. Mình biết rồi mình phòng thì mình giấu đi nó vâng. Mất. Nhưng mà tối ngủ đây mà lơ mơ là nó bóc được, nó giật, nó chạy. Vâng. Cái chân này là chân giả. Chú tháo ra cho coi được không? Tháo nó có dễ không chú? Nếu mà khó quá thôi. Tại vì anh muốn tháo ra cho mọi người biết là hoàn cảnh đúng không? Không có mọi người là những đấy các bạn, cái chân giả các bạn. Gắn vô tháo ra dễ dàng về chú. Cái này đơn giản mà nó chỉ là cái ống rút ra nó phải ra được thế là xong ạ. Cái chân này mắc tiền không chú? Ba như cái này là rẻ tiền nhất, 3,5 triệu, cũng làm năm 2018. Nhưng còn con này là lấy mình nhà ở đâu? Bọn cháu à? Cháu thì ở Lâm Đồng. Con thì ở Vĩnh Long. Vĩnh Long. Thì con lên đây làm công nhân. Vâng. Miền Tây chú thuộc kìa. Vâng. Ngày xưa chú làm cái ngân hàng An Bình ở đường Tăng Lạc Hổ, phường 2 Vĩnh Long. Vâng. Ngày xưa chú làm cho công ty quảng cáo. Chú chuyên đi làm mấy áp phích, băng rôn, mấy đồ đó như là hộp đèn quảng cáo. Lúc mà chân chú chưa bị liệt đó đúng không? Lúc đó chú chưa bị liệt, là bây giờ thì trời bắt ai người chịu. Giờ hoàn cảnh như này thì chú phải chịu. Vâng. Trời bắt mình chịu. Nói chung là trong cuộc sống mà ai mà chả phải muốn sung sướng đúng không? Trong cuộc đời ai chẳng muốn vươn lên, ai chẳng muốn giàu sang. Đây là trời bắt vậy, phải chịu vậy. Vâng. Nhưng mà 16 tuổi mà chú bị mất cái chân như vậy là lúc đó là chú cảm thấy trong người sao, chú có nghĩ về tương lai này kia không? Lúc đó thật sự chứ còn nhỏ đâu biết cái gì đâu, đã nghĩ. Nhưng mà đến sau này thì đến bây giờ mình thấy là cái đó nó là một cái gọi là thay đổi cuộc đời. Con người ta nó mất đi một phần cơ thể, cái là nó sinh ra lạc. Cái lao động thì là không làm được. Vâng. Cái nhà thì điều kiện khó khăn, buộc phải bươn trải ra đời sống. Đời sống thì mình thì không bằng người ta. Đến giờ cái tai biến này thì bây giờ là coi là không còn gì nữa rồi. Vâng. Nếu mà ở cái độ tuổi mà còn trẻ như vậy mà mình bị mất một phần cơ thể như vậy, như kiểu là mất cái chân hay mất cái tay, là coi như là cuộc đời mình nó thay đổi luôn hoàn toàn đúng không? Là chắc cũng vì cái lý do này mà chắc là chú cũng không có vợ con này kia đúng không? Một ngày là chú là xin là được bao nhiêu vậy chú hả? Ngày chú kiếm hơn trăm. Hơn trăm à? Là cứ 3 giờ chiều, 2 giờ chiều bắt đầu chúng ta đó ngồi đến 6 giờ tối. Thì khoa và lấy 200 ngàn đưa chú đi. Thì bây giờ cháu tặng chú 200 ngàn nhá. Tại vì cái này coi như là cái tấm lòng của cháu. Bọn cháu là như kiểu là con cháu của chú thôi. Tặng cho chú 200 ngàn để chú ăn uống. Cảm ơn. Vâng. Thì cháu sẽ đi tìm hiểu với những người xung quanh đây để xem chú như thế nào, rồi cháu sẽ quay lại cho giúp đỡ chú tiếp. Vâng. Có gì đấy. Vâng. Ông ấy con chú có số điện thoại. Mày có gì con ấy, có gì nếu mà không ấy thì chú gọi. Chú thử ở đây không? Ngày nào chú ở đây mà. Chú ở đây thì khỏi cần điện thoại. Thế ăn uống hàng ngày của chú là có ai cho chú không? Thì có từ thiện, người ta cho cơm, cho đồ ăn. Người ta đem lại tới đây cho mình luôn à? Thì thường chú ngồi ngoài, người ta cho ngoài đường người ta cho. Vâng. Hoặc là không tối ngủ ngoài đằng đó, người ta đi đường người ta thấy người ta cho, nhưng mà con mày đi đường thấy tấp được cho mày. Vâng. Thì ok chú Hà, là bây giờ là chú chuẩn bị đi qua bên đó chú xin nữa rồi đúng không? Thì bây giờ chú đi rồi cho cháu quay. Chú quay cái hoàn cảnh thực của chú. Là thường là mấy giờ chú xin rồi mấy giờ chú vô đây? Chiều chú vô đây nữa, chiều là chú đi thẳng về ngoài ngã tư. Chú xin tới mấy giờ tối nhỉ? Đèn đường 6 giờ, 6 rưỡi. 6 rưỡi là đèn đường nó lên. Đèn đường sáng là chú nghỉ. Là chú đi về trên ngã tư đó. Nếu mà muốn gặp chú thì cháu gọi cho chú nha. Đây là có điện thoại lúc nào ấy gọi chú. Vâng. Con đi được thì bảo chú ở đâu. Đây ra đó gần mà, đây ra đó 100 mét à. Được. Mình đứng dậy nó khó khăn về chú. Tại
tên này nó đấy. Cái tay nó run run vậy à? Ok, thì bây giờ cháu với cả thằng em của cháu đi về nhá. Thì có gì nếu mà cháu quay lại thăm chú thì cháu lại đây cháu gặp chú. Có gì nếu mà có cái chuyện gì ấy vâng. Gọi điện thoại chú được. Vâng. Có gì thì con sẽ lại thăm chú sau. Rồi, cảm ơn con nhá. Vâng, chào chú nhá. Vâng. Thì ok các bạn, chú Hà đang trên đường đi xin đấy các bạn. Ngoài đó cháu đó các bạn. Cái cầu này cầu gì, tên gì? Cầu Hòa An. Hòa An à? Thì ok các bạn, mình kia hôm qua đi mua cà phê với cả đi hỏi mấy người xung quanh này xem người ta nói sao. Anh ơi. Gì? Em hỏi nãy giờ 3-4 người rồi. Thật sự là hoàn cảnh của chú Hạ vậy anh ơi. Là mấy người xung quanh này là người ta nói là ngày sáng sớm người ta không thấy ổng đi ngang vòng đây nè. Rồi tối ổng ngồi đó, rồi trưa ngủ đây, đúng thật sự vậy. Người ta nói là ổng hoàn cảnh thật. Ổng ở đây mấy năm rồi nhưng người ta không biết mấy năm thôi. Thì ok nha các bạn, thì nãy giờ là mình với cả Khoa là hai anh em đi vòng mấy cái quán ở xung quanh cái cầu này á, hỏi về hoàn cảnh của chú đó. Thì mọi người nói là hoàn cảnh của chú là hoàn cảnh thật nha các bạn. Thì nãy giờ anh em mình cũng hỏi là mấy quán rồi thì người ta cũng nói vậy đó các bạn. Thì ok, bây giờ anh em mình sẽ kết thúc cái video này tại đây nhá. Nếu các bạn xem video này, nếu thấy video này hay và ý nghĩa thì nhớ bấm đăng ký kênh và chia sẻ video này cho mấy anh em mình nhé. Các bạn nhớ like, chia sẻ để cho anh em mình làm những video ý nghĩa hơn cho các bạn.